Chào bạn An Nhiên. Ủa sao lên được? Rồi, nhìn đây. Sao như vậy thì các anh chị em cũng thấy được là cái thằng Lưu Vong Nguyễn Văn Đài nó đăng trên tường của nó những cái bài viết xuyên tạc và gọi là xạo láo vu khống. Trong khi bác Trọng và bác Tô Lâm cùng cùng với lại chính phủ Việt Nam mình đang gọi là có những cái chủ trương để mà ngăn chặn cái sự quấy nhiễu lòng dân đó, rồi ngăn chặn những cái thế lực làm những cái sự tổn hại đến cái an nguy của xã hội Việt Nam mình. Vậy mà hả, nó có những cái sự tuyên truyền rất là xạo xạo trá. Thì cái thằng Nguyễn Văn Đài này, nhiên nó thật nhiên nhiên gọi nó, tuy là đã học học rất là nhiều năm trong cái ngôi trường, nhưng mà nó không tích tụ lại được một cái kiến thức nào. Đối với mọi người á, thì kêu nó là học xong ngành luật sư, chứ nhiên thì nhiên thấy nó chỉ là một cái thằng mà thiếu kiến thức căn bản, thiếu đạo đức con người. Và cái nếu như mà một con người mà trí thức thì luôn luôn nắm sẵn trong tay của mình những cái kiến thức để mà mình á có thể đối nhân xử thế cho nó đúng với lại đạo đức con người. Nhưng mà cái thằng Nguyễn Văn Đài này á, nó không có được những cái yếu tố đó các anh chị. Nó không có được yếu tố đó, nó luôn xạo láo và mất dạy. Nó là một cái thằng mà lưu vong mà mất dạy nhất ở ở trên đất nước này, trên quả địa cầu này. Đó. Cho đến ngày hôm nay, tuy là nó đã học mười mấy năm, chứ nó qua bên Đức á, nó cũng là một cái thằng YouTuber lên bị đặt chuyện xạo láo để mà tuyên truyền hại người, hại dân, hại người đồng bào đó. Các anh chị có thấy cái tường nhà nó đăng toàn là những lời không có đúng sự thật nào cả. Cho nên là nhiên nhiên á, nhiên đặc biệt lên án cái thằng mà Lưu Vong này, cái thằng phản động Lưu Vong Nguyễn Văn Đài này. Các anh chị em á, đừng để con em của mình vào á mà nghe những cái lời nói hả xảo quyệt của nó, sẽ làm mai một đi cái tương lai của chúng ta đó. Những chia sẻ về cái đối tượng Đài này cũng như rất nhiều cái đối tượng khác như thằng Lê Thương Thái Lan vậy, tụi này là cái tụi theo đó mang tàn. Chứ bản thân tụi nó không có làm được cái gì cả, nó lên mở YouTube để kiếm tiền kiếm sống, và chính thằng Đài đã bị BBC người ta vạch mặt rồi. Tụi nó chỉ sống nhờ cái kiếm tiền và lừa đảo thôi, lừa đảo những người mà nhẹ dạ cả tin thôi Nó đó. bị ông Ngô Kỷ cũng chửi nó luôn rồi đó. Nó bị rất là Ừ. nhiều người lên án vạch mặt nó. Đã vạch mặt nó rồi, cũng đồng bọn của tụi nó cũng có bọn chống cộng với nhau hết, tụi nó biết thâm cung bí sử rồi, tụi nó tự vạch mặt nhau thôi, nó cắn xé nhau thôi. Thì những cái thành phần này thì cũng là một vài cái bọn chống phá thì nó ủng hộ thôi, chứ còn người dân trong nước đa phần họ rất là ghét, thậm chí họ thù. Nếu mà về đất nước này thì coi chừng. Thì cảm ơn Nhiên là nói về cái vấn đề Nguyễn Văn Đài á, thì mình tiếp tục thì mình chia sẻ cái vấn đề mà nói chung là nó đang rất là nóng. Nãy giờ mình chỉ nói sơ qua thôi, nhưng mà để mình chia sẻ sâu hơn một chút đó, thì mình phải có cái nhìn nó xa đó. Thì Việt Nam mình á, thì an ninh chính trị thì tương đối ổn định, nó là so ra với các nước thì chúng ta tương đối ổn định. Đâu đó lâu lâu thì chúng ta vẫn có những cái vụ việc như vậy, nhưng mà chúng ta đã có những cái chính sách rất tốt đối với đồng bào, đặc biệt là ở các cái vùng ở Việt Nam mình gọi là ba Tây đó: Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Đó, những cái vùng đó thường thường là rất là cái địa hình nó hẻo lánh, rồi cái đồng bào dân tộc họ sống nhiều, cái đời sống của họ cũng chưa cao, nhận thức họ cũng thấp, cho nên là cái việc mà bị kích động xúi dục rất là dễ, và chúng ta nắm Xác. bắt địa bàn cũng rất khó. Bởi vì đó hầu như là những cái vùng đồi núi chúng ta làm,
từ năm 2004 khi mà bạo hai loạn lẻ ở một Tây Nguyên, hai lẻ một 2 rồi 2004 thì nó lớn hơn, thì chúng ta là có những chính sách rất tốt đối với đồng bào dân tộc, đặc biệt là ở Tây Nguyên. Chúng ta có những chính sách rất tốt, nhưng mà bên cạnh đó, chào Hương Sơn Hà Tĩnh, thì đâu đó chúng ta vẫn còn gọi là khi mà chúng ta đã làm từ năm 2004 tới giờ thì một cái quá trình gần 10 năm rồi, thì có vẻ như chúng ta không còn tốt như ngày xưa hay sao đó, ví dụ vậy, thì nó xảy ra cái vụ việc này. Nhưng mà đó cũng không phải là cái gì ghê gớm. Chúng ta liên hệ với đất nước Thái Lan á, chúng ta sẽ thấy cái việc mà chúng ta làm tốt cái việc cái vấn đề mà dân tộc tôn giáo này không, rất tốt cho bạn. Ở Thái Lan nó có ba tỉnh miền Nam họ theo đạo Hồi đó, giáp Malaysia đó. Biết bao nhiêu năm nay họ đòi tách ra, đòi độc lập, đòi thành lập nhà nước Hồi giáo, và ở bên đó nó gọi là cảnh sát và cái người giáo đó là bắn nhau là hàng ngày hàng giờ. Nhưng mà tại vì tụi nó bưng bít thông tin cho nên ít ít người biết lắm. Như Việt Nam mình thì chúng ta tự do thông tin. Chúng ta thấy thấy trên bên Thái, nhưng bây giờ chúng ta sượt lên chúng ta tìm hiểu cái ba cái tỉnh miền Nam Thái Lan đó, nó bạo loạn hàng ngày hàng giờ, chết chóc thì vô cùng nhiều luôn, chết nhiều lắm, nhưng mà tụi nó bưng bít thông tin. Nó cũng y chang như vậy, nó cũng đòi ba cái tỉnh, nó cũng đòi tách ra độc lập, và nó là Hồi giáo chứ không phải Tin lành Đề Ga, nó khác một chút thôi, nhưng mà họ cũng đòi độc lập. Và cái việc mà dân ba tỉnh đó bắn nhau với cảnh sát là hàng ngày hàng giờ luôn, hàng ngày hàng giờ diễn ra bao nhiêu năm nay. Còn Việt Nam mình thì đây là cái hiện tượng thôi, thì bắt đầu chúng tụi các cái đài chống phá rồi nó nhảy vô nó xuyên tạc là dân Tây Nguyên là nổi loạn vì bị cướp bóc hay là bị đàn áp gì đó. Chúng ta thấy có cái hình ảnh nó vừa rồi chia sẻ là chính cái người dân ở Tây Nguyên họ bắt một cái thằng trong cái nhóm mà 30 người nè, tấn công lực lượng công an đó, nó người dân bắt đó. Họ bắt họ giao công an, rõ ràng cái số lượng mà chống phá này là cái số rất là nhỏ. Nó như An Nhiên này chia sẻ, có nghĩa là họ một phần á thì họ họ rất là thật thà và dễ bị xúi giục, nhưng mà có một số còn lại á thì nó mang cái gọi là cái đám mà nòng cốt xúi giục á, thì nó là bản chất của tụi nó, bản chất, cho nên là nó muốn thành lập một cái nhà nước thì nó phải kêu gọi được cái người dân ủng hộ, thì một số người họ sẽ nghe theo với những cái lời hứa hẹn rất là ngon ngọt. Không chỉ là người đồng bào đâu mà người Kinh chúng ta cũng vậy. Mình thấy đợt mấy năm trước mình đã bắt một số nhóm phản động của Triều Đại Việt hay là của Việt Tân hay là của Đào Bình Quân gì đó, thì mấy cái thằng toàn là cù bơ ấp ơ không à. Nhưng mà khi mà tham gia các tổ chức nó sẽ phong cho là cái gì bộ trưởng này đúng không, rồi thứ Trung trưởng úy kia, thứ để cái gì đó nghe tầm rất luôn mật kêu rất ngon đó. Thì rõ ràng cho anh Hào Nam, thì rõ ràng chúng ta thấy có một số bộ phận người dân họ nhận thức kém, rồi tham, rồi u mê, rồi nghe những cái lời dụ dỗ mà quyền lực như vậy, thì rõ ràng họ họ dễ bị lôi kéo. Chúng ta cứ nghĩ đi, đất nước chúng ta 100 triệu dân, nhưng mà cái thành phần chống phá nó rất ít, rất nhỏ. Ví dụ như ở Tây Nguyên đây thì cho là đồng bọn tụi nó khoảng chừng 100 người, thì chúng ta so nó là cái gì đâu, không là cái gì hết, đúng không? An Nhiên, rất ít Đúng rồi. đó. Cái việc mà chúng dùng súng á, thì ở Việt Nam mình thì lâu lâu mới có những cái vụ việc vậy, thì nó tạo cái gọi là cái sự quan tâm của dư luận, nó tạo sự quan tâm dư luận. Nhưng mà rõ ràng xét quá trình dài chúng ta thực hiện cái chính sách đại đoàn kết dân tộc á, thì rõ ràng Việt Nam làm rất tốt. Việt Nam là một trong những cái đất nước mà đông dân tộc nhất trên thế giới. Đất nước chúng ta nhỏ thôi, chúng ta có 54 dân tộc đó. Trung Quốc nó 1 tỷ rưỡi dân đúng không, nó
đất nước nó rộng gấp mấy chục lần Việt Nam mà nó chỉ có 50 dân tộc. Ở Việt Nam 50 dân tộc. Để thấy rằng khi mà đảng nhà nước chúng ta thực hiện cái chính sách đại đoàn kết dân tộc nó không hề đơn giản. Không phải là một cái câu nói suông mà rất Đúng là rồi. khó để chúng ta thực hiện. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thực hiện rất tốt. Các dân tộc anh em cùng chung sống trên một đất nước này chúng ta xem là một. Đó là Chính dân tộc Việt, đó là vì người như vậy đó Nam Phong, chính vì như vậy cho nên là đảng và nhà nước của là chúng mặc dù ta có một cái sự rất là gọi là nhân nhượng, gọi gọi là nhân đúng rất là nhân đạo cho và không có không chúng ta rất là nương tay và dễ dãi cho các anh em dân tộc của mình, cho người đồng bào của mình, với lý do là chúng ta hiểu được là người dân tộc là những người thật thà, người đồng bào là những người rất là thật thà và rất là sống rất là đơn giản. Cho nên là đảng và nhà nước có những cái chính sách tương đối là nhẹ nhẹ đối với dễ dãi đối với các dân tộc anh em, chủ chung yếu là là để mà chúng chúng ta ta nối liền cái khối đoàn kết lại với nhau. Đó. dân tộc đảng nhà nước ưu tiên rất nhiều. Các bạn thấy ưu tiên về gì? Về học nè. Chúng ta nếu mà con em dân tộc đi thi được cộng điểm nhiều Đúng đúng không? rồi. Rồi ưu tiên về các cái chính sách về giáo dục, về y tế, xóa đói giảm nghèo rất nhiều rồi. Các cái chương trình đầu tư nông thôn như 1-3-4, 1-3-5 nhiều lắm. Đó. Rồi đôi khi người dân tộc đi xe bị vi phạm pháp luật cũng cũng chỉ là gọi Nhắc là cảnh cáo thôi, cảnh nhở. cáo thôi, nhắc nhở thôi chứ cũng không có phạt. Đó, rồi những căn nhà mà đảng và chính phủ cấp cho người dân tộc mình á là những căn nhà diện tích rất là rộng, rộng hơn những người mà sống ở ngoài phố nữa. Những căn nhà của họ, một cái nhà sàn của họ thôi là rất là rộng, nhưng Nam Phong có thể chứa đựng được 10 mâm hoặc là 15 mâm cỗ lận. Đó, rồi chưa kể là xung quanh là còn những cái thửa đất để cho họ làm ruộng, trồng cây, làm nông rồi nữa. Đó thì đó là những cái chính sách ưu tiên cho người đồng bào mà đảng và nhà nước ta luôn 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 làm tốt cái điều đó. Đó. Thì rõ ràng đồng bào ở Tây Nguyên mình không nắm được cái số lượng nhưng mà nó phải đến hàng triệu đúng không, hàng triệu đồng bào đó. Vậy thì cái số mà chống phá thì bao nhiêu, nếu mà đảng nhà nước chúng ta không thực hiện tốt các cái chính sách cho họ thì rõ ràng cái số lượng chống phá họ sẽ rất nhiều chứ không phải là vài một thằng hoặc là vài trăm đâu đúng không anh Nhiên. Có nghĩa Đúng là rồi. đa số đồng bào họ cũng vẫn cần cù và làm ăn và họ tin tưởng vào cái đường lối lãnh đạo của đảng nhà nước. Chỉ có một số thành phần gọi là họ nghe xúi giục rồi họ làm theo thôi. Thì rõ ràng bây giờ mình cứ thấy cái này là An Nhiên ở Đắk Lắk lâu rồi, An Nhiên sẽ nhận định được cái này. Nhất là đảng nhà nước rồi các cái cơ quan tổ chức ở địa phương họ làm những cái chương trình, ví dụ như bây giờ làm mà cái đường điện rồi cái đường giao thông đi tới tận các cái bản làng vùng sâu vùng xa đúng không, cái đó người đồng bào dân tộc họ thấy nhưng mà họ ít để ý lắm. Nhưng mà cái kẻ nào đó mà vô nhà cho một bao gạo đúng không với lại một ít tiền là họ nhìn thấy liền, Đúng rồi. phải không? Trong khi cái đường chúng ta làm hàng tỷ tỷ rồi đường điện các kiểu rồi các cái chương trình nước sạch rồi hỗ trợ cho nông dân tam nông á nó nhiều lắm, cái số tiền mình đếm không hết, nó phải cả hàng tỷ tỷ nhưng mà họ chỉ cần những cái kẻ phản phản động đó, nó vô nó tuyên truyền nó cho chừng vài chục ký gạo là nó nói là họ nghe. Ở đây mình không trách họ bởi vì cái nhận thức của họ nó còn thấp, họ chỉ nhìn thấy cái trước mắt thôi, phải là mình không cho, nhà nước mình cho nhiều chứ, nhưng mà mình cho rồi mình không có cái mục đích lôi kéo giống tụi nó, mình cho để họ 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 vượt qua cái giai đoạn khó khăn chẳng hạn đó.
tụi nó cho xong tụi nó ở đó, nó rủ rì đó, thấy không, tụi xuyên nó tạc tụi nó cho xong xuôi rồi rồi tụi nó đúng còn rồi, phải phát nó truyền xuyên đơn, tạc động. phát truyền đơn và có những cái mục đích truyền truyền đạt thông tin xấu đến với người dân và đến với người đồng bào và kích động họ trong cái vấn đề mà tụi nó nhắm vào cái vấn đề là đất đai, mà tụi nó không có hiểu rõ là chính sách của đảng và nhà nước đã ưu đãi người đồng bào về những cái thửa đất riêng của từng hộ như thế nào đó. Thì bọn của bên này không bao giờ mà hiểu được những chính sách ưu đãi của đảng và nhà nước dành cho người đồng bào đặc biệt như thế nào đâu. Tụi nó cứ nghĩ là người đồng bào những cái đất ở ngoài ngoài thị trấn, ngoài đô thị là của người đồng bào, nhưng mà nó không hiểu được là những cái mảnh vườn, những cái thửa đất mà đảng và chính phủ á phân phát lại cho người đồng bào, cho từng hộ dân của người đồng bào á, hiện tại bây giờ những cái khu đó đang rất là phát triển, có những người á và có những người hiện tại bây giờ cái khu đó phát triển lên và họ thoạt nhiên trở nên lên thành cái giới trung lưu và thượng lưu luôn đó. Đúng rồi. Ở trên quê nhiên đó là trong có một cái khu nó bán cà phê đó Nam Phong, các bạn các anh chị không tin thì cứ lên trên Ban Mê Thuột hỏi cái khu khu mà cà phê dành có những cái căn hộ nhà sàn nó gọi là homestay đó, homestay đó là lên trên đó. Trời ơi Nam Phong biết không, một cái quán cà phê á nó coi như cái đất nó rộng bao la luôn, nó có những cái căn nhà sàn kế bên để cho những người uống cà phê hội họp lại và rất là đẹp nha, và gỗ họ làm, những căn nhà sàn đó làm bằng gỗ rất là mắc tiền, mà người đồng bào mà có những căn nhà đó là người ta giàu có lắm chứ không phải là nghèo đâu. Cho nên là những kẻ bên này không có biết cái gì về chính sách của đảng và nhà nước nó ưu tiên cho người đồng bào như thế nào. Mình ở trong nước á, thì mình nhận thấy một cái điều là chúng ta đã làm rất nhiều việc cho đồng bào, đảng nhà nước đã hỗ trợ rất nhiều, nhưng mà bên cạnh đó thì cái gì, bất cứ một cái vấn đề gì nó cũng có cái tính hai mặt của nó. Khi mà chúng ta hỗ trợ nhiều thì một bộ phận đồng bào sẽ ỷ lại, họ không có siêng năng. Cái này là mình nói thực tế ở đâu vậy, một bộ phận họ sẽ ỷ lại và họ không chịu làm, không chịu lao động đó. Thì chính những cái thành phần mà siêng ăn nhất làm, không chịu lao động này mới là những cái thành phần dễ bị kích động xúi giục. Còn thí dụ như bây giờ họ có đất rồi, nhà nước hỗ trợ đất rồi, cây con giống các kiểu rồi, thì họ hàng ngày họ đi ra đồng, ra nương họ làm, không? Họ kiếm sống, họ tạo ra cái kinh tế riêng, thì họ đâu có thời gian rảnh để mà họ tụ tập rồi họ nghe cái tụi chống phá nó tuyên truyền đâu. Nhưng mà ở đâu vậy, kể cả người Kinh rồi các cái người dân tộc khác cũng có những cái thành phần như vậy, gọi là siêng ăn nhát làm đó. Ai cho gì miếng là bắt đầu theo luôn, nó nói gì cũng làm. Thì rõ ràng chúng ta không có phân biệt, mà người Kinh hay bất cứ người đồng bào nào cũng có những cái thành phần như vậy, thì rõ ràng đây là những cái thành phần mà nó nằm trong cái nhóm đối tượng đó, siêng ăn nhát làm và nhận thức thì chưa tới, nên dễ bị xúi giục kích động. Đa phần là tụi nó yêu cầu đảng và nhà nước thực hiện chính sách cá nhân của họ, chứ họ không có phải là vì một cái lợi ích chung của toàn toàn dân tộc Việt Nam mình đó. Cho nên là cái sự ích kỷ cá nhân dẫn đến suy nghĩ tiêu cực và làm những cái việc sai trái đối với đất nước mình đó. Đó là những cái thành phần mà hả chúng ta nói là những thành phần mà giống như Nam Phong nói là ham ăn nhát làm là như vậy đó đó, quá sống quá ích kỷ lười biếng đó, cho nên là dễ bị những cái kẻ bên này nó dắt mũi và làm thành một trong những cái công cụ để mà chúng nó sai khiến sai bảo rồi hả đập phá đất nước Việt Nam mình.